Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, xây nhà năm 2022 Nhâm Dần sẽ được lộc trời ban, suốt đời giàu có bình an nếu làm đúng những điều sau. Hoan hỉ chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đối với người phương Đông nói chung và với người Việt Nam nói riêng, xây nhà cũng chính là xây tổ ấm. Về mặt vật chất cũng như tinh thần, một căn nhà có phong thủy đẹp sẽ giúp cho gia chủ đón cát, tránh hung, không chỉ giúp gia tăng tài lộc mà còn tăng vượng khí cho gia chủ. Khi xây tổ ấm mới, ngoài việc lựa chọn làm sao để thiết kế được một căn nhà hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi, bạn cũng nên quan tâm tới việc phong thủy cũng như là các vấn đề về phong thủy để công việc được thuận lợi hơn, đồng thời để tránh phạm phải các sai lầm kiêng kỵ gây tổn hại đến vận may cũng như là hồng phúc của gia đình. Vậy nên ngay sau đây, hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay nhé! Quý vị thân mến, để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, bước sang năm 2022 Nhâm Dần thì đã 75 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm phải tất cả các điều kiêng kỵ khi xây nhà, đó là kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Mậu Tý muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành thuận lợi, hanh thông. Mệnh chủ tuổi Mậu Tý thuộc cung đoài mệnh kim, có 4 hướng tốt như hướng Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí, và 4 hướng xấu đó là hướng Bắc họa hại, hướng Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát và hướng Nam ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở nhà hợp hướng thì xin chúc mừng, còn nếu nằm trong những hướng như lục sát, ngũ quỷ, họa hại và tuyệt mệnh thì mệnh chủ cần hết sức chú ý, bởi vì khi ở nhà không hợp hướng thì mọi việc sẽ bị xáo trộn, lúc nào cũng bị căng thẳng, áp lực. Cho dù cố gắng bằng 10 người khác thì kết quả thu lại cũng chẳng được là bao, thậm chí còn bị mất tiền oan. Vậy nên mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy là gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, hóa giải xung sát, xua đuổi tà ma. Khi treo gương trước cửa nhà sẽ hóa giải được những sát khí, những luồng khí xấu theo vào nhà và mang lại may mắn bình an cho những người trong gia đình. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi Mậu Tý. Vậy nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất. Quý vị thân mến, bên cạnh tuổi tốt làm nhà được, chúng ta cũng cần phải xét đến yếu tố vận đất có xây được hay không. Đất mà được vận thì tuổi nào xây cũng tốt, đất không được vận thì khi động thổ xây dựng sẽ có nhiều chuyện hương họa xảy ra. Vậy nên việc quan trọng đầu tiên cần phải làm là chọn được hướng đất tốt để xây dựng. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nào xây được nhà tốt nhất? Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của thầy Gia Cát. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn, Nhâm Tý Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch Tài Tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch Tài Tinh là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa đông tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Những mệnh chủ tuổi Mậu Tý ở hướng Bắc là một trong 4 hướng xấu, bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao lục tồn, thuộc hành thổ,
là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cần treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu, được làm bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng, được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Mậu Tý, có thể giúp mệnh chủ hóa giải nhà không hợp và tránh được những sát khí mang đến cho ngôi nhà. Từ đó, mang lại cho những người trong nhà có cuộc sống viên mãn, ấm no, hạnh phúc đủ đầy. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm 3 dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá, tài lộ, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, hướng Nam là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Mậu Tý, là một trong những hướng xấu trong phong thủy. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều tác hại. Vậy nên mệnh chủ cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải và mang lại may mắn bình an cho gia đình của mình. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm 3 sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa Dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo được kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Mậu Tý thì hướng Đông là hướng không hợp, là một trong những hướng xấu cần phải tránh. Hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn, vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành nên sự nguy hiểm của nó càng gia tăng. Vậy nên các gia chủ tuổi Mậu Tý cần phải treo gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần bị sao Thất Xích Phá Quân ngự trị. Thất Xích là sao Phá Quân, còn gọi là Tặc Tinh, là một trong những hung tinh của Huyền Không Phi Tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng, nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Trong gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều. Nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nghi hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Những mệnh chủ tuổi Mậu Tý nếu ở nhà hướng Tây thì rất tốt, được hướng phục vị. Phục vị là sao Phụ Bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ.
Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sao này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, trong gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. May mắn thay cho những người mệnh chủ tuổi Mậu Tý, hướng Tây Bắc cũng là hướng hợp với bản mệnh, là một trong bốn hướng tốt. Ở hướng này được sinh khí. Sinh khí là sao tham lang tinh, có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh, mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng đông tứ trạch thì được hợp trạch, vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh với các hướng đó, giúp cho nhà cửa của gia chủ thịnh vượng lên. Thứ sáu là hướng đông bắc. Hướng đông bắc gồm ba sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Với các mệnh chủ tuổi Mậu Tý thì hướng này là một trong bốn hướng tốt với bản mệnh. Được hướng diên niên hay phúc đức còn gọi là sao vũ khúc, thuộc hành kim là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính, kinh tế, kéo dài để lại cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Đối với hướng đông trạch thì phúc đức cũng không được tốt cho lắm vì gặp tình huống kim bị khắc chế cho nên lực khí bị giảm đi rất nhiều. Thứ bảy là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm vào Tam Sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn và chọn tuổi động thổ cũng như ngày giờ động thổ, cũng như là cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn bình an nhất cho mình. Những mệnh chủ tuổi Mậu Tý mà ở nhà hướng đông nam thì lại không hợp hướng, bị phạm vào hướng lục sát. Lục sát là sao văn khúc, có ngũ hành thuộc thủy, là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Để hóa giải điều này, các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu. Cuối cùng là hướng tây nam. Hướng tây nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới thì hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Tuy nhiên, đây là hướng tốt với mệnh chủ tuổi Mậu Tý. Những người mệnh chủ tuổi Mậu Tý mà ở hướng này thì được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này mà sao Thiên Y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Mậu Tý trong năm Nhâm Dần năm 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ
sẽ giúp cho quý vị có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, đăng ký theo dõi kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.